chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về cái lô táo Thái của em. Cái lô này thì mình dùng để mình chưng Tết nha cả nhà. Hiện tại thì phía trước mắt các bạn đây là cây táo nó đang có trái rất là sum xuê nha. Cái cây này thì hiện là cái trái nó đang còn nhỏ nhỏ nè. Cái loại táo Thái này thì nó giống như cái trái ở ngoài chợ mình bán gì đó, khi chín thì nó cũng tròn, nó bự cỡ như vậy á, nó bự cỡ như trái trái chanh vậy á nha cả nhà. Hiện tại thì cái trái nó càng còn nhỏ nè, thì từ đây tới Tết thì trái táo của mình sẽ bự, thì mình có thể chưng Tết và mình có thể ăn được luôn. Tại vì cái lô này thì em đã ngưng thuốc hơn 1 tháng rồi, nên là khi từ đây tới Tết còn khá là xa, nên là cả nhà có thể sử dụng để chưng và để ăn Tết nha. Cái cây này thì điếm trái thì không biết là bao nhiêu trái luôn á, nó rất là nhiều, nó là trên 40 trái luôn nha cả nhà. Nếu cả nhà lấy 2 cây thì là giá là 300.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Còn nếu như lấy số lượng nhiều thì em sẽ tính giá khác cho cả nhà nha. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì có thể trực tiếp đến nhà của Ngân ở địa chỉ là ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Các bạn nào ở xa thì có thể là liên hệ với Ngân qua số điện thoại ở trên màn hình, cho Ngân địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh. Ngân sẽ gửi bưu điện giao tới nhà cho các bạn nha. Còn về cái cây á, cái gốc cây của nó thì nó cỡ như ngón tay út của Ngân. Cái gốc cây, cái chỗ bự nhất này nè, thì nó cỡ như cái ngón tay út vậy đó. Rồi nó đi lên, nó có nhiều nhánh. Mỗi nhánh nào nó cũng có trái rất là sum xê, mỗi nhánh vậy là hơn 10 trái rồi. Tổng cây này chắc tầm khoảng 7-80 trái và nó đang ra bông nữa. Nó đang ra bông rất là nhiều luôn nè, các bạn có thấy không? Khi trái của mình nó ra có nhiều đọt như vậy thì mình có thể ăn trái bự, rồi trái nhỏ nó sẽ lớn lên thì mình sẽ ăn được qua Tết luôn. Cái này là Ngân lấy ra một cây cho các bạn dễ quan sát nè. Thì cái chiều cao của cây á, thì là từ cái miệng chậu đi lên. Ngân đo nha. Được 4 gang tay, có nghĩa là cây nó sẽ cao từ 6 cho đến 8 tấc nha cả nhà. Từ miệng chậu đi lên thì nó cao là từ 6 đến 8 tấc luôn. Ngân quay tổng thể các cây cho các bạn coi nha. Các bạn lấy 2 cây là 300.000, Ngân bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Cây nào thì nó cũng đồng đều như nhau, cây nào thì trái nó cũng nhiều như nhau hết á. Cây này thì nó còn cao nữa, cây này gần cả 1 mét luôn. Cây nào cũng trái rất là sum xuê. Đây các bạn thấy không, thấy là mê luôn. Rất là thích luôn nha. Đây, lô táo rất là đẹp luôn, cả nhà nhanh tay đặt hàng nha. Và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân á, để cũng như các loại cây giống cây kiểng mới ở trên thị trường. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân nha. Đây, đế táo đây, ten ten. Rất là dễ thương. Cây táo, nhìn cây táo thôi là đã mê luôn rồi, ngày nào em cũng ra ngắm nó hết trơn á. Đây. Em xin kết thúc video ở đây nha.